Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng xã Yên Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Sơn, kính thưa bà con cô bác, được sự kết nối đón nhận của đồng chí Hoàng Xuân Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Sơn, hôm nay chúng tôi là đội thiện nguyện chợ Phủ Lỗ, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia lan tỏa yêu thương đến bà con đang gặp khó khăn, đau thương mất mát mà đang phải gánh chịu hậu quả của cơn bão lịch sử để lại. Lời động trong những ngày qua, cơn bão lịch sử đã để lại tàn phá với cường độ rất mạnh tràn vào các tỉnh phía Bắc của nước ta. Cơn bão đã gây ra sức tàn phá rất lớn, gây sạt lở, lũ ống, lũ quét khắp các tỉnh phía Bắc, trong đó nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Lào Cai. Cơn bão đã đi qua, để lại sự hoang tàn, tan tóc, đau thương và thiệt hại nặng nề về người và tài sản, vật nuôi, gia súc, gia cầm, hoa màu. Nỗi đau chồng nỗi đau, có thể nói không gì có thể bù đắp được, thật là đau xót, nghẹn lòng. Kính thưa bà con cô bác, cứ mỗi lần cập nhật tin tức về tình hình mưa lũ của bà con miền Bắc là trái tim đau nhói, và cũng từ đó mệnh lệnh của trái tim cứ thúc giục chúng ta hãy làm một điều tốt có ích, không được đứng ngoài nỗi đau của người dân, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta với tinh thần nhường cơm xẻ áo, lá rách ít đùm lá rách nhiều, thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Bà con tiểu thương chợ Phủ Lỗ chúng tôi luôn đoàn kết yêu thương, nhất trí một lòng cùng chung tay mang yêu thương góp gió thành bão, sẻ chia lan tỏa đến đồng bào ta. Thay mặt bà con tiểu thương chợ Phủ Lỗ cùng quý nhà hảo tâm, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các đại gia đình có nạn nhân xấu số. Xin chắp tay cầu nguyện cho các anh linh về miền cực lạc được tiêu sinh tịnh độ. Kính mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác, trong chuyến hành trình mang yêu thương về với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, trong đó có xã Yên Sơn, ngày hôm nay đây, đoàn thiện nguyện của bà con tiểu thương chợ Phủ Lỗ cùng quý nhà hảo tâm xin được dành tặng 52 phần quà gồm có tiền mặt, quần áo, chăn ấm, màn, gạo, mì chính, bột canh, vở viết, giày dép, giấy cặp sách và quần áo đồng phục, mang yêu thương trao đến cho các con học sinh trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở xã Yên Sơn. Ngoài ra, đoàn chúng tôi còn đến tận nhà thăm hỏi động viên thêm hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất mát đau thương và 9 xuất quà trao yêu thương cho 9 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Món quà tuy rất nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu thương sẻ chia, thấm đậm nghĩa tình. Đó là những tình cảm, tấm lòng của bà con tiểu thương chợ Phủ Lỗ cùng quý nhà hảo tâm xin được gửi tới bà con yêu quý của chúng ta. Xin kính mong bà con cô bác hãy hoan hỷ đón nhận cho bà con chúng tôi gọi là của ít lòng nhiều. Kính mong bà con sớm vượt qua mất mát đau thương, khó khăn sóng gió để sớm ổn định cuộc sống. Cuối cùng, thay mặt bà con tiểu thương chợ Phủ Lỗ cùng quý nhà hảo tâm, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng các gia đình, dân tộc luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và đại thành công, cùng đoàn kết nắm chặt tay nhau vượt qua muôn vàn sóng gió của cơn bão lịch sử này. Thay mặt bà con, xin trân trọng cảm ơn ạ. À,
xin thay mặt ban tổ chức buổi trao quà xin được trân trọng và cảm ơn chị Nguyễn Thị Huệ trưởng đoàn đã có đôi lời phát biểu cùng bà con nhân dân. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Long Hồng Nhiên bí thư Đảng ủy sẽ lên phát biểu cảm ơn đoàn và xin trân trọng. Kính thưa bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng đoàn thiện nguyện, kính thưa các anh chị em trong đoàn thiện nguyện cùng tổ chức cá nhân đến với Yên Sư. Và hôm nay chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi được đại diện cho Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Yên Sơn đến đây được tiếp đón đoàn và chào đón đoàn đã mang cái tấm lòng hảo tâm với cái tinh thần chia sẻ ngọt bùi lá lành bùn lá rách đến với Yên Sơn, đến thăm hỏi động viên Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Yên Sơn, và đặc biệt là mang những cái tình cảm, những cái tấm lòng vàng bằng cái tấm lòng cũng như là cái vật chất đến để giúp đỡ động viên chia sẻ bà con nhân dân của chúng ta bị ảnh hưởng về nhà ở, tài sản hoặc cây cối hoa màu trong cái đợt hoàn lưu bão số 3. Thì thưa toàn thể các anh chị trong đoàn thiện nguyện, đối với Yên Sơn ý, nói về thiệt hại về người sau cơn bão số 3 ấy, là đứng thứ hai trong toàn huyện sau Làng Bùn. Là trên địa bàn xã thì có 5 người thiệt mạng do sạt đất của hai hộ gia đình. Thế và cái số nhà mà bị thiệt hại sập đổ từ 70% đến 100% là 26 hộ. Thế và cái số nhà dưới 70% đến 60%, 50%, 30% thì rất là nhiều. Thế và trong cái khi mà hoàn lưu bão ấy, xảy ra ấy, thì trên địa bàn xã Yên Sơn là cái địa hình đồi núi rất là dốc, và các anh chị cũng đã được quan sát. Thế và có trên 20 điểm là sạt lở lưng núi và từ đỉnh núi xuống. Một số gia đình ở dưới thì chân núi thì cũng chưa bị ảnh hưởng nhà cửa, nhưng không ở được vì là nó rất là nguy hiểm. Phải ở 8-9 cái điểm tập trung như nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và một số các điểm trường, và tạm cư ở một số hộ gia đình anh chị em. Thế mà qua thống kê thì có trên 250 hộ là phải di dời trong cái thời điểm mà hoàn lưu bão. Thì rồi là ảnh hưởng cây cối hoa màu rất là nhiều. Thế và cũng Đảng ủy, chính quyền địa phương được đón nhận rất là nhiều đoàn thiện nguyện, tổ chức cá nhân đến động viên giúp đỡ về tinh thần và bằng vật chất để cho xoa dịu cái nỗi đau cũng như là cái sự mất mát thiệt hại do cơn bão gây ra. Thế thì rất là xúc động, bồi hồi và rất là xúc động, và xin thay mặt cho Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Yên Sơn cũng như là bà con nhân dân xã Yên Sơn, các thầy cô giáo trên các cái trường ở trên địa bàn xã Yên Sơn, bà con nhân dân xã Yên Sơn xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận cái tấm lòng vàng của đoàn thiện nguyện, các cái hộ tiểu thương ở chợ Phủ Lỗ của thành phố Hà Nội, và xin kính chúc cho các anh chị em trong đoàn sẽ luôn luôn mạnh khỏe, đoàn kết và vạn sự thành công. Và đối với Đảng ủy xã Yên Sơn chúng tôi thì Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng xin hứa với đoàn nên là sẽ tiếp tục là động viên nhân dân củng cố lại cái tinh thần vững chắc đấy, và tiếp tục quyết tâm là phấn đấu và thực hiện cái việc mà phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo để bù đắp lại những cái mất mát mà do cơn bão hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của đồng chí bí thư Đảng ủy, cảm ơn đến đoàn. Tiếp theo chương trình là đến phần là trao quà cho các hộ gia đình, thì lần lượt thế này, tổng cộng là 52 xuất quà, vì vậy là sẽ chia ra thành 3 lượt để trao. Để lượt đầu tiên tôi sẽ đọc danh sách, thì khi mà đọc danh sách thì mời các hộ gia đình đứng từ một hàng ở đây để trao, để sẽ chia 3 lượt để
sau đây xin mời người chị chụp ảnh rộng quá là ảnh nó nhỏ. Sau đây xin